quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu chuyện với quý vị và các bạn. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Hãy vào cửa hẹp. Vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất. Cả vào đó cũng nhiều. Sống cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống cái kiếm được thì ít. Các từ ngữ trong, ngoài, ra, vào cho thấy hình ảnh của cánh cửa. Thánh Kinh có nhiều lời dạy liên quan đến cánh cửa. Cửa của chiên, cửa hẹp, cửa khóa kín, cửa ân điển, cửa cơ hội. Chúa Kitô Giêsu phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các con, ta là cửa của chiên. Thời ấy chuồng chiên chỉ có một cửa ra vào. Người chăn chiên và chiên ra vào cửa của chiên. Nhưng kẻ trộm, kẻ gian ác không vào cửa của chiên mà trèo mà leo qua tường làm bị chiên hoảng sợ. Buổi sáng, người chăn dẫn chiên qua cửa của chiên, tiến ra đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tĩnh. Khi đêm đến, người chăn đưa bầy chiên vào chuồng qua cửa của chiên. Tại cửa của chiên, người chăn chiên điểm danh. Khi túc số đầy đủ, không thiếu con nào, thì người chăn nằm chấn ngang qua cửa của chiên để chiên không thoát ra ngoài và cũng để ngăn cản thu giữ hoặc kẻ gian xâm nhập vào. Chúa Kitô Giêsu là cửa của chiên. Ngài là cửa ngõ dẫn vào mối tương giao với Đức Chúa Trời. Trong Ngài, bầy chiên được hiệp nhất, tương giao và ràng buộc lẫn nhau. Chúa là đấng chăn giữ cả bầy chiên. Thưa quý vị và các bạn, niềm tin và phước hạnh cao quý ấy chỉ có trong Chúa Cứu Thế Giêsu và chỉ có hiệu nghiệm cho những ai bằng lòng bước vào cửa của chiên. Chúa Cứu Thế Giêsu phán hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất kẻ vào đó cũng nhiều sống cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống đời đời kẻ kiếm được thì ít lắm. Tại sao gọi cửa của chiên là cửa hẹp? Thưa quý vị ra vào các cổng an ninh tại phi trường và các cơ quan công quyền cho ta thấy rõ sự khác biệt giữa thủ tục tra xét kỹ lưỡng ở cửa vào rất khác với sự thên thang rộng rãi của lối ra. Vì cửa hẹp nên ai muốn vào thì phải trút bỏ, tháo gỡ để lại bên ngoài nhiều hành ra tiêu biểu là những điều sau đây cần phải bỏ lại bên ngoài với đám đông với lối sống trần tục một trong những điều đó là đừng làm theo đời này vâng đừng làm theo đời này đừng bị đồng hóa bởi đời nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành đẹp lòng và trọn vẹn của chúa trời là thế nào Lời ấy được chép trong Thơ Roma đồng 12 câu 2. Biệt riêng không có nghĩa là tu hành. Vì tu hành đơn thuần chỉ là một hình thức xa lánh lối sống thế tục. Và xa lánh chỉ là xa lánh thân xác. Nhưng làm sao có thể bảo vệ được tâm hồn khỏi sự xâm nhập của thế tục. Nhưng nếu có quyết tâm, làm chuyện ngược đời, ngược với cái trào lưu của xã hội, thì mới từng trải, mới kinh nghiệm được sự đổi mới của tâm thần để bước đi theo Chúa trong đời sống tâm linh giữa cuộc sống, chứ không phải là tự cô lập mình để tu hành. Chúa có thể dịch sôi dài, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ, chối bỏ con người cũ của mình. Hãy từ bỏ mình đi, mà vác thập tự giá của mình đi theo Chúa. Lời Chúa cho biết rõ là sự tham lam, sự ích kỷ, sự ganh tị, kiêu căng, phát xuất từ lòng người. Như thế thì cần phải từ bỏ cái tôi ngoài cửa để bước vào cửa hẹp, cửa của chiên. Sứ đồ Phaolô đã khai triển cái ý tưởng từ bỏ mình đi là làm chết các chi thể của anh chị em nơi hạ giới. Ô ông liệt kê đó là những điều tà dâm, ô uế, tình dục do những ham muốn xấu xa tham lam tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng con đường theo chúa mở đầu bằng một cái cửa hẹp dẫn vào một con đường cũng hẹp và khó đi nữa vì chật và hẹp nên phải chịu khổ vì lối sống ngược đời đó Sức độ phâu lo dài, những ai muốn sống đời hẳn hoai như Chúa cứ thế thì chắc chắn sẽ bị bắt hại. Theo Chúa trên đường hẹp phải chịu khổ thưa quý vị. Phải chịu hiểu lầm, phải chịu vô khống, phải chịu bắt bớ vì danh Chúa. Cửa hẹp, lối hẹp là thế. Ai à, đang đi trên đường hẹp với Chúa sẽ cảm thấy dễ hòa lòng với mấy câu thơ như thế này. Con ơi, ta không hứa trời luôn xanh, hoa viện lối hẹp. Nắng đẹp, không mưa, vui tươi không khổ sầu, xúc họp chẳng phân ly. Nhưng con ơi, ta hứa trợ lực từ trời, điển ân trong thử thách, tình yêu không hề rời.